Trí thông minh của con là do di truyền hay do dinh dưỡng khi mang thai? Câu trả lời khiến nhiều mẹ bất ngờ. Trong quá trình nuôi dạy con, nhiều mẹ sẽ tò mò tự hỏi không biết đâu là yếu tố quyết định trí thông minh của con mình. 70% trí thông minh của trẻ được quyết định bởi di truyền, 30% đến từ chế độ dinh dưỡng. Một số người lo lắng vì trình độ học vấn của mình không cao sẽ khiến con của họ không thông minh được như bạn bè cùng trang lứa, trên thực tế, bạn không cần phải lo lắng. Chúng ta đã bắt gặp được những trường hợp cha mẹ bình thường nuôi dạy nên những đứa con thiên tài, và ngược lại, cha mẹ có học thức chưa chắc đã nuôi dạy được những đứa con thông minh. Trên thực tế, trí thông minh của trẻ có liên quan đến nhiều yếu tố, chứ không phải một đến hai yếu tố. Trước đây, nghiên cứu cho thấy chỉ số IQ của trẻ chủ yếu đến từ nhiễm sắc thể X. Và người mẹ có hai nhiễm sắc thể X. Trí thông minh của người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến trí thông minh của trẻ, bởi vì bé trai có hai nhiễm sắc thể X và y, và nhiễm sắc thể X xuất phát từ mẹ. Vì vậy nhiễm sắc thể từ người mẹ góp phần xác định xem con trai của chị ấy có thông minh hay không. Bé gái có hai nhiễm sắc thể x một từ mẹ và một từ bố. Vì vậy, trí tuệ của bé gái là do cả cha và mẹ quyết định. Ở cấp độ di truyền, chỉ số IQ được xác định bởi nhiều gen. Khi trứng được thụ tinh, được hình thành, cả hai bố mẹ đều đóng góp một tế bào di truyền. Vì vậy, để sinh ra một đứa trẻ thông minh không chỉ liên quan đến nhiễm sắc thể của bố mẹ, mà cũng dựa vào sự may mắn nhất định. Einstein, được coi là người thông minh nhất thế giới. Theo cuốn khoa học não bộ, cấu trúc não của Einstein khác với người bình thường, thuy đỉnh của Einstein lớn hơn 15% so với người bình thường. Và vỏ não có nhiều nếp nhăn, và có cấu trúc hiếm gặp. Do đó, việc bé có thông minh hay không phụ thuộc vào cấu trúc của não, cấu trúc của não, đã, được hình thành trong thời kỳ bào thai. Từ khi thụ thai đến khi sinh. Ngoại vi của hộp sọ đã phát triển từ 0 đến 35 cm từ sơ sinh đến 2 tuổi rưỡi là 15 cm, từ 2 tuổi rưỡi đến khi trưởng thành là thêm 5 cm. Đây là thời kỳ não bộ phát triển nhanh nhất. Tam cá nguyệt đầu tiên, trung bình, khoảng 80% các tế bào thần kinh trong não và tủy sống bắt đầu hình thành trong thời kỳ này. Trung bình, có khoảng 10.000 tế bào thần kinh được sản xuất mỗi phút trong não, em bé lúc này rất nhỏ. Mặc dù bé cần số lượng dinh dưỡng không cao, nhưng chất lượng dinh dưỡng phải cao, nếu cơ thể người mẹ thiếu chất đạm, và axit amin, sẽ gây chậm phát triển, và ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của trẻ. Nếu người mẹ bị thiếu axit folic bé dễ bị biến dạng hệ thống thần kinh, nếu thai nhi không, được cung cấp tinh bột và kẽm đầy đủ cũng có thể gây ảnh hưởng đến sự phân chia tế bào thần kinh. Tam cá nguyệt thứ hai Trong tam cá nguyệt thứ hai sự phát triển não bộ của thai nhi đang ở độ chín, hàng triệu dây thần kinh đang phát triển, số lượng dây thần kinh gần đạt với người trưởng thành. Hàm lượng phospholipid và cholesterol trong não không ngừng tăng lên, tạo nền tảng cho sự phát triển, chức năng não, chất đạm là nguyên liệu quan trọng cho não. Mẹ cần bổ sung 15 gram protein mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu phát triển trí não. Ngoài ra, chúng ta phải chú ý bổ sung thực phẩm dầu axit béo để thúc đẩy sự phát triển của hệ thần kinh của não. Tam cá nguyệt thứ ba, hàng tỷ tế bào thần kinh não, đang hình thành, hệ thống thần kinh của não, đang phát triển lan rộng ra mọi hướng. Não bị đẩy ra khỏi hộp sọ, và nó gặp lại, để tạo ra nhiều nếp nhăn hơn, đầu của thai nhi, sẽ to hơn, và nặng hơn các bộ phận khác trên cơ thể. Đồng thời, sự phát triển của vỏ não, được đẩy nhanh, nhu cầu chất đạm, canxi, và sắt tăng lên, mẹ cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Để đảm bảo sự phát triển bình thường của thai nhi, từ đó thúc đẩy sự phát triển của não. Sau khi bé chào đời, thị giác, thính giác, xúc giác, chuyển động, ngôn ngữ và chức năng tay là 6 yếu tố thúc đẩy phát triển não bộ sau khi sinh, mẹ cần thường xuyên trò chuyện với bé, chạm vào bé, dạy bé các kỹ năng lẫy, bò, đi đứng để rèn luyện khả năng linh hoạt của đôi tay, chân bé, hãy đọc truyện cho bé nghe, cho phép bé nhìn mọi thứ xung quanh, mang đến cho bé một cuộc sống tràn ngập yêu thương. Ngoài ra, dinh dưỡng là nền tảng vật chất cho trí thông minh của trẻ. Khi bé chào đời, Mẹ hãy cố gắng cho con bú càng nhiều càng tốt để bé được cung cấp lượng chất dinh dưỡng đầy đủ. Khi bé được 6 tháng tuổi, mẹ hãy bổ sung thực phẩm kịp thời để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng tạo điều kiện cho sự phát triển não bộ của trẻ. Đồng thời, não của em bé cũng phát triển trong giấc ngủ, và giấc ngủ có lợi cho sự phát triển của các tế bào não. Hãy đảm bảo cho bé được ngủ đủ giấc để cho phép bộ não phát triển hơn nữa trong khi bé ngủ. Quỳnh Trang, theo Sohu xin hãy để lại ý kiến về giọng đọc của tôi tôi sẽ tiếp thu ạ à. trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại